Sau trận hòa đầy tiếc nuối trước thể công Việt theo ở vòng đấu thứ 18, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy trở về sân nhà để tiếp đón Hải Phòng. Câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định chỉ kém công an Hà Nội đúng một điểm và xếp ngay sau đội bóng ngành công an trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đội bóng chủ sân hàng đẫy vừa thu đậm một bốn chiếc BKM Bình Dương vào chiều hôm qua 17 tháng 5, đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội chủ sân Quy Nhơn vượt lên trên đối thủ. Tuy đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng nhưng huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cho biết mục tiêu của đội bóng chỉ là top 8. Năm nay Bình Định chỉ đặt mục tiêu vào top 8. Các bạn cũng biết năm nay khác mọi năm, nếu giống mọi năm thì chúng tôi đã đặt mục tiêu vô địch. Một số cầu thủ giỏi của chúng tôi đã chuyển sang các đội khác, các anh em ở lại luôn cố gắng thi đấu hết mình. Bình Định muốn cống hiến từng trận đấu đẹp cho người hâm mộ. Trong khi đó, Hải Phòng đang có chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng trong 4 vòng gần nhất. Dù bị đánh giá thấp hơn, đội bóng đất cảng vẫn hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành tối thiểu một điểm ở trận đấu này. Trước khi bước vào vòng 19, Hải Phòng nhận cú đúp giải thưởng từ ban tổ chức giải đấu. Cụ thể đội bóng đất cảng Hải Phòng chính là đội bóng xuất sắc nhất tháng 4 năm 2024. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng được ban tổ chức giải vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 4. Trong trận lượt đi, câu lạc bộ Hải Phòng đã để thua không một chiếc bình định ngay trên sân nhà và liệu thầy trò ông Chu Đình Nghiêm có cơ hội phục thù đối thủ ở màn tái đấu này? Trước màn so tài tại vòng 19 V-League 2023-2024, đội bóng đất cảng đã thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây khi có chuỗi 10 trận bất bại ở mọi đấu trường. Nếu chỉ tính riêng ở V-League, họ cũng đã không thua trong 8 vòng đấu gần nhất tại V-League, mà ba trong số đó là những chiến thắng trước các đội bóng Thanh Hóa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa. Thành tích này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vươn lên xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng với 25 điểm. Họ lúc này chỉ cách vị trí thứ 3 mà Quy Nhơn Bình Định nắm giữ chỉ 5 điểm. Và đây sẽ là nguồn động lực để đội bóng đất cảng hướng tới trận đấu tới với quyết tâm giành 3 điểm. Với thất bại không một ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, chắc chắn các cầu thủ Hải Phòng đang quyết tâm trả món nợ thất bại đã vay từ đội bóng đất võ trong màn tái đấu này với khao khát báo thu cộng thêm tinh thần lên cao sau danh hiệu câu lạc bộ hay nhất tháng 4 vừa giành được, điều này hứa hẹn sẽ giúp Hải Phòng có một trận đấu hay trong chuyến làm khách tại Quy Nhơn sắp tới. Về phía đội chủ nhà, không kém cạnh Hải Phòng, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy lúc này cũng đang cho thấy một phong độ thi đấu khá ổn định tại V-League. Với mạch 7 trận bất bại liên tiếp, Bình Định lúc này đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 30 điểm, kém đội đầu bảng là Nam Định 9 điểm và họ chắc chắn cũng đang rất khát khao giành thêm những thắng lợi để qua đó tiếp tục níu kéo hy vọng vô địch. Mặc dù không được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vương ở mùa giải V-League 2023-2024, song Bình Định lúc này lại đang thi đấu đầy bản lĩnh và lý lĩ lợn. Trước những đối thủ được đánh giá trên cơ như Viettel hay Thanh Hóa, đội bóng đất võ vẫn chơi mạch lạc và không cho thấy dấu hiệu của sự thất thế. Thậm chí họ còn gây sốc với thắng lợi 4-2 ngay trên sân Nam Định khi hai đội chạm mặt nhau ở vòng 15 V-League. Bởi vậy, người hâm mộ đất võ hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào một trận bất bại tiếp theo của đội nhà trong bối cảnh những đặng văn lâm, Trần Đình Trọng đều đang có phong độ cao cộng thêm sự ổn định của các ngoại binh như Erlen ghi 9 bàn, Leonardo Actu ghi 7 bàn nên nếu biết cách tận dụng cơ hội thì Bình Định hoàn toàn có khả năng giành được 3 điểm. Màn đỏ sức giữa Bình Định và Hải Phòng sẽ diễn ra lúc 18 giờ hôm nay 18 tháng 5. Theo bạn câu lạc bộ nào sẽ có chiến thắng và giành 3 điểm trong trận đấu này? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.